Một cái nữa để muốn chia sẻ với mọi người đó cái kỹ thuật nén. Nén thì nó có hai cái chức năng, một là giảm cái dung lượng lưu trữ, cái thứ hai là tăng tốc độ truy xuất. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Kiểm tra một cái Python là data 2010.07.08, nó có tầm khoảng 1,9 triệu bản ghi. Khi ra cao này mất tầm khoảng 8 phút, 8 phút 54 giây. Bây giờ chúng ta nén Enter cái table compress 2010.07.08 compress mất 8 phút 24 giây. Như vậy là sau khi nén xong thì dung lượng giảm từ 832.28 xuống còn 112.3 lần. Lý thuyết thì có thể là có những cái dữ liệu giảm được đến 10 lần, tùy những loại dữ liệu nhé. Dữ liệu thuần text thì giảm được nhiều. Bây giờ chúng ta quét quét lại select thì chúng ta chỉ mất có 1 phút 98 giây thôi, giảm được 8 lần. Do sao? Nén thì cái dữ liệu nó lưu ở các cái block nó nhỏ đi đúng không? Thì thời gian là lấy từ block lên thì nó ngắn mà. Ví dụ thay vì chúng ta phải quét đến tầm khoảng 1.000 block thì bây giờ nó giảm lần có 300 block thôi. Chúng ta có lấy có 300 block trên data file xong rồi chúng ta đưa nó vào cái wrapper cache. Thời gian nó copy nó rất ngắn, nó chỉ mất thời gian giải nén thôi. Thì thực tế này nó đang quét, tức là select nó giảm được 8 lần thời gian. Tiếp theo nữa chúng ta review này index sau khi nén enter, bởi vì thực chất bản chất của quá trình move này thì nó làm cho index của ta enable, chúng phải review lại nhé. Tất cả quá trình move nó đều làm cho index enable nên mọi người phải chú ý, đã move là index enable, mà đã index enable có nghĩa là nó không dùng index, không dùng index thì là ứng dụng chạy full, chạy full thì ứng dụng nhiều khi nó đứt đấy, ứng dụng đang chạy nhanh thì chậm. Trước khi nén một cái bảng này nó là 3T, sau khi nén thì nó còn có 1T thôi, giảm được 3 lần, tối thiểu 3 lần. Không phải khi nào cũng nên nén đúng này. Đúng rồi. Tóm lại khi nào mà nên nén? Mọi người hiểu khi nào nên nén? Ai vừa hỏi đấy? Nam. Nam họ trả lời. Khi nào nên nén? Vâng, em nghĩ là dựa lượng dữ liệu vừa phải thì mình nén xong rồi đến khi nó giải nén thì nó sẽ nhanh, chứ còn nếu mà lượng dữ liệu nó quá nhiều thì mình nén không, đến lúc giải nén nó khéo nó lại còn chậm hơn. Nhưng vấn đề là khi mà dữ liệu của mình nhiều mình mới cần nén em ạ. Nhiều mới Data warehouse anh biết cần. rồi đúng không? Là dữ liệu rất nhiều. Dữ liệu nhiều khi Dạ. bảng mấy tỷ bản ghi cơ, một tháng ấy. Còn khi ngày nó hàng mấy trăm triệu bản ghi. 2 300 Mà triệu. thằng đấy thì nó lại không chú trọng về tốc độ mà nó chú trọng về dung lượng hơn, thì mình Thì có thể. dung lượng là một, thứ hai tốc độ nó không phải là như OLTP, mà ví dụ như là tốc độ của nó là có thể báo cáo này là 5 tiếng hoặc 3 tiếng chỉ thế thôi, hoặc là báo cáo này 8 tiếng thôi, chứ em để dài hơn là 16 tiếng hay 24 tiếng là không chấp nhận được đấy. Nó Thì vẫn đúng, đang chú trọng tốc độ đấy chứ nhưng không mà phải không tốc độ. đâu, Tốc độ đây là tốc độ về khi mà nó làm báo cáo, nhưng mà nó không quá ưu tiên, nó ưu tiên về dung lượng hơn. có cả tốc độ đấy, Thế khi nào thì mình có cả tốc độ đấy chứ không phải tốc độ. Đây có nghĩa là không phải là mình cứ nghĩ là ôi rằng OLTP nó tầm đơn vị mili giây, mà thằng này đơn vị nó hàng phút hàng tiếng chẳng sao cả thế, bởi vì nó quét dữ liệu nhiều mà nó là báo cáo, mà nó dạng dạng như kiểu báo cáo mà dữ liệu data warehouse mà. thường là các dữ liệu lịch sử đúng không thầy? Ví dụ các partition nào mà lịch sử cũ rồi ít khi Đúng truy rồi cập thì mình sẽ nén nào để tự tích tối ưu dung lượng, đúng rồi. mình ít truy cập. Mà kể ra là khi mà select như vừa rồi mọi người thấy không, cái tốc tốc độ mà truy xuất của mình cũng nhanh hơn đấy.
thì nó có hai tính năng, nhưng mà nhược điểm của nó là khi mà mình update được delete là mình khổ, nó chậm hơn thằng không nén. Nhưng mà những cái dữ liệu mà lịch sử của mình có mấy khi mình update đâu, hoặc là mình nhiều khi mình update ít ít thì nhiều khi mình chấp nhận tốc độ nó thấp một chút được. Nó không phải là như kiểu OLTP là cần thời gian đơn vị mili giây, 1 giây đổ về hay 2 giây chẳng hạn đấy. Nhưng mà cái phần dung lượng là chắc chắn là mình sẽ giảm được rất nhiều, là cái điều đầu tiên. Còn dữ liệu lớn, dữ liệu lịch sử, mà những dữ liệu lịch sử thì cũng nên là nén để giảm giảm bớt dung lượng nhá, chứ không khi mà sau này mọi người làm những bài toán mà dung lượng nó lớn ấy thì luôn luôn thiếu cái bài toán mình sẽ gặp phải, hay luôn luôn thiếu dung lượng, rất khổ. Nên không tiết kiệm, không nhìn xa được thì sau này khổ lắm, lúc nào thiếu dung lượng. Ứng dụng nó chết thì là do mình, ứng dụng chết do thiếu dung lượng là do mình. Nếu mình khó khăn thì mình phải báo cáo những người lãnh đạo, phải 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 sớm, mà báo anh ơi 1 tháng nữa hết dung lượng đấy để người ta có phương án, chứ 1 ngày hay 2 ngày 1 tuần báo cáo hết dung lượng này không không ở đâu, làm sao cơ sở. Có phải là mình mua phát ra cầm tiền nó kia mua đâu, nhiều khi nó phải làm thủ tục này thủ tục kia trình mẩm các kiểu thì mới có tiền chứ, mới mua được chứ, nhiều khi thầu bè các kiểu nữa, có phải Đúng mua rồi, ngay đâu. trước Viettel làm là phải 3 tháng 6 tháng mới mua được Còn sơn giấy còn còn server. nhanh, nhiều khi chỗ thầy năm, nên từ khi tầm nhìn của mình đến đơn vị phải tầm 5 2 năm ấy. Phải đọc kế hoạch từ đầu năm Đấy, lúc nào cũng thế, tất cả các chỗ lớn đều là lập kế hoạch đầu năm, kể cả Techcombank trừ trường ngoại lệ không nói nhé. Nếu đều có tầm nhìn, nó đều vẽ ra một cái khung khung của cho mình, ví dụ như là tầm nhìn phát triển công nghệ tin là 5 năm hay 10 năm, sau là mỗi năm làm cái gì, cứ thế tắt nắp làm thôi. Đấy, kiến trúc là hay phải làm thì nó phải hay làm phải thế đấy. Còn trong trong lúc mình lập kế hoạch đấy, ban đầu thế thường là thuê những bọn rất là kinh khủng trên thế giới, hơn răng gì đó, bọn đấy là kinh nghiệm rồi, mà kinh nghiệm làm kiến trúc nhiều rồi. Hoặc là Việt Nam mình thì phần lớn là mình sẽ đi sau các nước phát triển, thì lấy kiến trúc ở nó gọi là cái gọi là kỹ thuật là chuyển dịch múi giờ, tức là lấy cái kinh nghiệm của thằng đã phát triển rồi về đắp cho mình, rồi các thằng mai theo cái local hóa là mình có kiến trúc đấy, mình cứ đi theo thôi. Nói là trong cái cuộc cách mạng 4.0 này mình cố gắng mình gọi đi tắt đón đầu vậy, nhưng mà người thấy bây giờ mình có đi tắt đón đầu được không? Nhiều chỗ lớn, nhiều doanh nghiệp lớn thì bây giờ nó gọi là chuyển đổi số vậy, nhưng mà nhiều khi nó chỉ là gọi là tin học hóa thôi, thay vì là trước là tay chân đi làm bằng Excel hay là công cụ này công cụ kia đúng không, hoặc là kiểu khi một cái phần mềm giao việc cận thế, mình cứ phải giao việc bằng email hay giao việc bằng Viber hay giao việc bằng đủ công cụ. Free thì nó có gì Trello hay biết thế đấy, thì những cái doanh nghiệp nhiều khi hàng 500 700 nhân viên như thế thì bắt đầu quản lý khó rồi, mà không công cụ quản lý thì khó đúng không, cứ thi thoảng chẳng nhẽ là viết việc lên lên bảng, à bảng việc lại nhiều nữa, toàn shop việc rồi deadline biết, rồi quản lý việc thì cứ suốt ngày phải bảo nó báo cáo, còn thiếu báo cáo phát là nó chậm ngay. Thì bây giờ này có là các công cụ rồi thì nó cũng đỡ cho phần mình quản lý công việc đi, thì đấy nó gọi là cái tin học hóa thôi, là đúng là tin học hóa chứ chưa gọi chưa gọi chuyển đổi số nhiều, chưa có ý nghĩa nhiều trong chuyển đổi số, hô hào vậy thôi. Bác Hùng bác ấy sắp về rồi, bác Hùng là trung bộ trưởng sắp về rồi, hô hào thôi, nhưng mà cũng là phát triển đấy, nhưng mà cũng là phát triển dựa vào các công cụ công nghệ thông tin thì kinh doanh nó cũng dựa vào nó quản lý dễ hơn, các doanh nghiệp cũng dựa vào công nghệ thông tin thì nó cũng phát triển hơn. Mục tiêu của chuyển đổi khó tất cả mọi thứ thì nó là giảm cái chi phí của doanh nghiệp, tăng hiệu suất, đấy là 2 mục tiêu chính.
Rồi, tóm lại phần nén này nhé. Áp dụng cho bài toán dữ liệu có dữ liệu cũ. Các bài toán dữ liệu lớn, data warehouse thì nó có hai cái chức năng, một là nó nén dung lượng từ 3 lần đến 10 lần. Tiếp theo là cái tăng tốc độ truy xuất, tức là tốc độ select, truy xuất ở đây là select nhé. Tăng tốc độ hơn, như kia thấy nó giảm mấy lần nhỉ? 10 lần, 8 lần đúng không? Nhanh hơn. Do tại sao nhanh hơn? Bởi vì là cái dữ liệu nó lấy từ data file này ít hơn, nó nén mà đấy. Nhưng mà nó sẽ phải đánh đổi ở cái nó chính là cái tốc độ của câu lệnh update và delete. Nhưng mà thường dữ liệu mà nó lớn thì dạng log hoặc là dữ liệu lịch sử thì nó không không có thay đổi nhiều đâu. Ai update log, ai sửa log, ai xóa log bây giờ nhỉ? Không có. Cái này select nó nhanh hơn là thầy, Nhanh hơn. select Nhưng mà nhanh còn thấy hơn. là sẽ lấy nhanh hơn 8 lần đấy. Thế thì chứng tỏ làm cái này dữ liệu data, làm data đẩy sang làm data báo cáo thì là được đúng không? Được. Chạy data báo cáo là Hiệu quả hơn. này nén này xong có khi backup mấy cả cái dữ liệu nó cũng nhanh hơn thì. Backup, khi backup thì bình thường nhé, một database của mình 10T mình backup ra chỉ 1T thôi. Nhưng mà khi mà cái bảng này mình đã nén đổi ấy, thì về mặt cái dung lượng backup ấy, thì sau này nó nén không được mấy thêm mấy đâu, bởi vì mình đã nén rồi mà, À, nó cũng nén rồi, rồi. nó đã nén rồi. Thế Còn là đấy thời gian thì nó gần cũng đúng rồi, đúng thế thôi. thời gian thì nó cũng xem đâu. Tất cả các database khi mà mình có dung lượng của nó 10T, bản backup full chỉ tầm 1T đến 1T rưỡi. 20T thì bản backup full chỉ 1T thì khoảng 2T đến 2T rưỡi. Thế thôi. Nó nén lên chung chung khung mình khoảng 10 lần. Và trong phần lớn các database nó đều có phân mảnh, tức là đều có block trống. Block trống thì database không backup. Backup có mà không backup. Chứ nó giảm rất nhiều, tối thiểu phải tầm 32-30% cái block trống. Thì nó chỉ còn 7% đúng không? 70-80% nó nén có 70-80% lại.